bê bối ở tuyển Hàn Quốc, nhân viên trộm áo đấu của cầu thủ đem bán. Báo chí Hàn Quốc tiếp tục tiết lộ thêm góc khuất khi nhân viên của đội tuyển quốc gia ăn trộm áo đấu của cầu thủ. Trang tin Naver của Hàn Quốc gây sốc khi đưa tin về vụ bê bối mới nhất của đội tuyển bóng đá nước này. Theo đó, một nhân viên hậu cần của đội tuyển Hàn Quốc đã trộm hàng loạt áo đấu sân nhà của đội bóng xứ Kim Chi. Đây là nguyên nhân khiến đội tuyển Hàn Quốc phải mặc áo đấu sân khách trong trận bán kết ASEAN Cup 2023 gặp đội tuyển Jordan. Thậm chí, xuất hiện cáo buộc cho rằng người trộm đồ này còn tham gia vào việc đánh bạc của cầu thủ và nhân viên của đội tuyển Hàn Quốc. Nhóm này vướng phải chỉ trích nặng nề khi tổ chức đánh bạc ngay khi đội tuyển quốc gia đang tập luyện, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023. Người nhân viên nói trên đã bị sa thải cuối tháng 2. Theo giải thích từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, các cầu thủ và nhân viên chỉ cá cược số tiền rất nhỏ và dùng tiền này để mua cà phê, đồ ăn vặt. Lý do này dĩ nhiên không làm thỏa mãn phần đông người hâm mộ. KFA đánh giá, không gian sinh hoạt đáng ra chỉ nên được sử dụng các cầu thủ, nhưng các nhân viên lại xuất hiện. Theo kết quả điều tra, các nhân viên chơi bài cùng cầu thủ và chúng tôi tin rằng hoạt động này không hề phù hợp. Một số người chơi bài trong thời gian tập huấn tại UAE, nhưng số tiền này rất nhỏ và tính chất khác xa với việc đánh bạc. ASEAN Cup 2023 là giải đấu khiến đội tuyển Hàn Quốc gặp nhiều giông bão. Ngay khi trở về nước sau thất bại trước Jordan ở vòng bán kết, vụ việc Lee Kang-in đánh đàn anh Son Heung-min bị phơi bày trên mặt báo. Sau đó, tiền vệ của PSG bị hàng loạt nhãn hàng quay lưng, buộc phải nói lời xin lỗi với Son Heung-min. Cách đây 3 ngày, chuyện cầu thủ và nhân viên của đội tuyển Hàn Quốc tham gia đánh bạc bị bại lộ. Giờ đây, họ lại đối diện với câu chuyện quản lý nội bộ khi để chính người nhà lấy cắp đồ. Tờ Yonhap đánh giá kỷ luật nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc đang sa sút không phanh. Ở hai trận đấu tạ vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc chạm trán đội tuyển Thái Lan.